gặp lỗi không thể khắc phục. Đầu tiên, đó là lỗi treo thiết bị, được một số người dùng chia sẻ trên các diễn đàn công nghệ, họ cho hay sau khi nâng cấp lên Android 10, thiết bị đã bị mắc kẹt ở màn hình khởi động từ khoảng 2 đến 3 phút cho đến cả tiếng đồng hồ, một số người đen đủi thì kẹt tối đa tới 6 giờ. Báo cáo từ Android Central cho hay, tình trạng treo máy dường như ghi nhận với cả dòng sản phẩm Pixel, bao gồm cả chiếc mới ra mắt là Pixel 3a và Pixel 3a XL, nhưng chỉ một số người gặp phải sự cố này. Điển hình như theo ghi nhận của Firena, việc tải xuống và cập nhật trên một vài mẫu Pixel 3a và Pixel 2 mà họ sở hữu đã không gặp phải bất kỳ vấn đề nào. Lỗi khác của Android 10 thậm chí còn đáng lo ngại hơn, khi nó được cho là sẽ vô hiệu một loạt các cảm biến trên thiết bị trên điện thoại Pixel và không có cách nào khắc phục được. Người này cho biết thêm rằng, các tính năng trên chiếc điện thoại của anh vẫn hoạt động bình thường trên bản cũ, nhưng đã vô hiệu sau khi nâng lên Android 10. Hiện tại, Google vẫn chưa có thông báo nào liên quan tới các lỗi trên. Cách giải quyết được các lập trình viên chia sẻ đó là nếu gặp sự cố khi cập nhật Android 10, người dùng có thể update ngược lại bản Android 9 rồi lại tiến hành cập nhật thêm một lần nữa.